Kính thưa quý vị, theo đại diện Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 14 tháng 3 năm 2023, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã lập danh sách và hồ sơ quản lý 17.216 người nghiện ma túy. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang theo dõi 8.120 người trong tổng số 17.216 người nghiện ma túy. Trong số này, có 7.248 người đang cai nghiện tại các cơ sở, 171 người đang bị tạm giam hoặc tạm giữ và 1.677 người đang được quản lý sau khi hoàn thành cai nghiện tại các cơ sở lưu trú. Các biện pháp quản lý người nghiện ma túy được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm lập danh sách và hồ sơ người nghiện, phát huy vai trò của người dân và gia đình trong giáo dục, phát hiện, quản lý và hòa nhập người nghiện ma túy vào cộng đồng. Đồng thời, người nghiện cũng được điều trị bằng thuốc thay thế methadone tại gia đình hoặc cộng đồng.